Quá xúc động trước câu nói chân tình ấy, Ly Lan ôm chầm đôi chân thầy im lặng như biết ơn, sung sướng và mãn nguyện. Trước tình huống ấy, thầy cảm thấy bất ổn, cố gắng phấn đấu, chánh niệm, thầy bình tĩnh, nhỏ nhẹ. Ly Lan này, muội đừng quên, huynh là một vị tỳ kheo. Huynh quý thương muội hơn cả mạng sống của huynh. Ân tình này, huynh nguyện khắc cốt ghi tâm. Muội hãy ngồi xa một chút, đừng để huynh yếu lòng xa ngã. Lời cảnh giác của thầy có hiệu quả. Ly Lan đứng lên, từ từ đi về phía cửa sổ, tựa lưng đối diện, ánh mắt nhìn xuống mơ màng. Sau lưng nàng là màn dung trường dạ, trước mặt nàng là ánh sáng mát dịu, huyền ảo của những ngọn bạch lạc trong các bình pha lê, tô điểm cho Ly Lan một nét đẹp liêu trai diễm ảo như chị Hằng vừa ra khỏi tiềm cung. Trước sắc đẹp mê hồn ấy, thầy đã thật sự ngắm nhìn, thưởng thức, quên cả đau nhức. Ngay lúc ấy, Ly Lan bước đến trước mặt thầy, nét mặt u hoài, nàng chắp tay, giọng nói buồn tẻ. Sư huynh đang ngồi trước mặt muội, mà muội có cảm tưởng xa vời, ngăn cách như hai thái cực. Muội vô cùng khổ sở, nhưng muội quyết tâm chờ đợi. Giờ thì chắc sư huynh vẫn còn mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng. Muội xin tạm biệt. Ngày mai muội sẽ đến thăm sư huynh. Chúc sư huynh ngủ ngon. Sau khi thức giấc buổi sáng, thầy gượng đến đứng nơi cửa sổ nhìn xuống đường. Quang cảnh đường phố ra quách thi vô cùng náo nhiệt. Mọi người tới lui tấp nập, ra vẻ khẩn trương. Khổ ăn đã bắt họ phải bươn chải, tảo tần. Đời sống vô cùng bận rộn, phiền phức. Họ tranh nhau từ lời ăn tiếng nói, từ khách hàng đến địa điểm, từ cách tráo đấu đến việc lường cân. Tất cả chứng tỏ không khổ nào bằng khổ ăn, không bệnh nào bằng bệnh đói. Triết lý hiện sinh là phương thức tồn sinh. Ngay lúc ấy, có hai vị tỳ kheo đang đi khất thực. Nhiệm vị bước đi chậm rãi, khoan thai, ánh mắt ngó xuống trong tư thế thuốc liễm, chánh niệm. Hai hình ảnh đạo đời khác biệt. Đạo thì sống trong sự sống của mọi loài, vui trong niềm vui của tất cả, và khổ trong nỗi khổ của mọi người. Đời thì sống trên sự chết của kẻ khác, vui trong cái khổ của mọi loài. Hình ảnh của hai vị tỳ kheo cảnh giác thầy nhớ đến sứ mạng trưởng tử Như Lai. Trong buổi điểm tâm, Ly Lan hỏi: Sư huynh có thực sự thương muội không? Muội còn điều gì thắc mắc phải không? Sư huynh, muội gian cầu một vài điều, hy vọng sư huynh sẽ không từ khước, bằng không muội sẽ đau khổ suốt đời. Nói đi muội, huynh hứa sẵn sàng chịu ý nếu sự việc không vượt quá khả năng của huynh. Thưa sư huynh, muội ước mong được sư huynh bái hương che chở. Cha và anh Toàn Thắng không còn, chị Ái Ngã đã xuất giá theo chồng, hiện tại chỉ còn mẹ và muội. Thân phận nữ nhi không làm sao quán xuyến và điều hành một cơ sở quy mô, một sản nghiệp đồ sộ nếu không có sư huynh giám hộ. Muội là dây đằng nhỏ bé, mà sư huynh là đại thọ bách tùng. Muội xin được bước mình trong bóng mát của sư huynh. Sư huynh có thể chấp nhận lời cầu khẩn của muội được chăng? Ân tình, nghĩa cử, ánh mắt, lời nói của Ly Lan là cả một nghệ thuật dung hợp tuyệt vời, như bầu trời thu có ánh trăng dằn dặt, một lò sưởi ấm giữa đêm đông, một vườn hoa trăm hương ngàn sắc. Sự kiện lại được diễn ra trong một khung cảnh vô cùng quyến rũ, một căn phòng sang trọng, thơm ấm, một mâm điểm tâm nhiều thức ăn béo bổ, một thiếu nữ tuyệt đẹp sẵn sàng hiến dâng. Khung cảnh này là đồng lõa với tội lỗi, thầy phải phấn đấu quyết liệt để tự giải phóng. Nhờ cảnh giác cao độ, chánh niệm kịp thời nên thầy bình tĩnh trả lời: Ly Lan, vấn đề này vô cùng trọng đại, mình muốn được có thời gian cân nhắc trước khi trả lời dứt khoát. Chừng bao lâu? Tối đa 3 ngày. Mong sư huynh đừng để muội phải tuyệt vọng. Tối hôm ấy, thầy từ giả Ly Lan trở về kỳ viên tịnh xá. Đi ngang hương thất Đức Phật, thầy chắp tay lên đầu vọng bái vô cùng cung kính, vì lúc ấy Đức Phật vẫn còn ở thị trấn Saketa. Về đến tư thất, thầy thấy có 3 vị tỳ kheo đang ngồi luận đạo. Nhìn kỹ thì ra trong số đó có cả thầy Tế Độ. Quá vui mừng, quá xúc động, thầy quỳ mọp dưới chân thầy Tế Độ thật lâu, không nói một lời. Thầy Tế Độ an ủi: Thiện duyên con, hãy chánh niệm, bình tĩnh và cảnh giác. Được tin con bị nạn, thầy lập tức xin phép Đức Thế Tôn trở về đây. Trước tùy khả năng và hoàn cảnh chia sẻ, sao để xác nhận tư cách tỳ kheo trong sạch của con. Ý lực và đạo lực của con thật đáng tiêu biểu. Dứt lời, thầy Tế Độ trao y cà sa cho thầy, dặn dò: Nạn con chưa hết, hãy cẩn trọng. Suốt đêm hôm ấy, thầy không sao chợp mắt. Tâm trạng thầy vui buồn lẫn lộn. Vui
vì được gặp lại thầy tế độ, được đắp lại giáo phục, được sống lại với cộng đồng giáo hội. Đó cũng là điều tâm niệm lúc nào cũng canh cánh bên lòng trong những ngày lâm nạn. Buồn vì thương nhớ Ly Lan, nhất là những câu nói thủy chung tình nghĩa mà lần đầu tiên thầy được nghe trong cuộc đời bất hạnh. Và hôm nay, ân tình ấy được cụ thể hóa thêm bằng sự hy sinh cứu mạng, bằng lời thiết yếu gian cầu, bằng hứa hẹn trao thân gửi phận. Muội ước mong được sư huynh đoái thương che chở. Muội là dây đằng nhỏ bé, sư huynh là đại thọ bách tùng. Muội xin được núp mình trong bóng mát của sư huynh. Những hình ảnh này, những kỷ niệm này, những ân tình này quả thật là một màn lưới vô hình có nhiều ma lực. Thầy khó bề dùng dãy thoát thân, mặc dù thầy cũng thuộc loại cá kình nhiều nội lực. Trong trận tuyến nội tâm này, có lúc thầy cũng bị chiến thuật tốc chiến tốc thắng của ác ma đẩy lui, sắp bị loại. Nhưng với tinh thần quyết tử, thầy áp dụng chiến thuật trường kỳ kháng chiến, đánh trả một cách bình tĩnh, anh dũng. Nhờ đó, thầy đã tái lập được thế quân bình và đang tiến công nắm thế chủ động. Trong các chiến thuật ác ma dụng quy hiếp đạo quân xung kích giới, định lực của thầy Thiện Chuyên là chiến thuật tình cảm, một chiến thuật tuy không ồ ạt nhưng vô cùng nguy hiểm. Phàm nhân nào lại chẳng tham tiền, thích sắc, tiền tài, sắc đẹp là những bẫy mồi đắc ý nhất của ác ma. Ở gần hay ở xa, chốn phồn hoa hay nơi ẩn dật, nếu không quyết tử nhẫn nại thì cũng sẽ bị cái hấp dẫn của bẫy mồi làm cho tham đắm. Khi đã tham đắm thì tất bị ác ma sai sử. Để loại trừ đạo quân ý lực tương đối thiện chiến của thầy Thiện Duyên, ác ma phải áp dụng chiến thuật lưỡng đầu tiến kích, tức sắc đẹp và tiền tài mà Ly Lan là tiêu biểu. Chiến trường kéo dài 3 ngày, bất phân thắng bại. Khi tài ma lực thắng thế, lúc thì ý lực chủ động, thời hạn quyết thắng bằng vũ khí đã hết. Theo lời giao kết thì hai bên phải gặp nhau hòa nghị. Lẽ dĩ nhiên, tại nghị trường ai cũng muốn nắm ưu thế. Thầy Thiện Duyên chưa tìm được một nghị thuật nào khả dĩ giúp thầy an tâm. Thầy đành chọn giải pháp ngộ biến sẽ tùng quyền. Trong buổi ngọ trai ngày thứ ba, với nét đẹp trang đài, duyên dáng, với giọng nói ngọt ngào, truyền cảm, với hy vọng của lòng xuân rào rạt, Ly Lan mở lời. Sư huynh có thể cho muội biết ý định dứt khoát được chưa? Thú thật với muội là huynh vẫn còn mơ hồ chưa dứt khoát. Biết mà, muội biết đến nào sư huynh cũng sẽ trả lời như vậy. Đã biết phải nghe những lời cay đắng phủ phàng ấy, nhưng không hiểu sao cứ vẫn muốn nghe. Quả sư huynh là thiên thần, còn muội là loài trùng dế. Vừa nói nàng vừa nức nở nghẹn ngào. Muội ơi, tim huynh muốn nát ra từng mảnh vụn vì yêu thương và cảm động. Lá cà sa chứng cho lời nói và tấm lòng huynh. Tuy nhiên muội hãy bình tĩnh nghe huynh phân tỏ những sự kiện liên quan tình lý một cách khách quan cảnh giác. Nhưng muội biết gia đình muội là đại trưởng giả, đại phú quý, thuộc giai cấp Bà La Môn, được sanh ra từ miệng của Đức Trời Phạm Thiên. Trong khi huynh khốn khổ bất hạnh, giai cấp Thủ Đà La, từng là một tên thảo khấu tử tội, dân thành phố đều biết rõ tên họ mặt mày. Đời sống hai người cách biệt như hai thái cực, do đó hôn lễ làm sao cử hành, đời sống đứa đôi làm sao hạnh phúc. Ấy là chưa nói đến quần chúng sẽ khinh thường phỉ nhổ, và cũng rất có thể họ kích tội gia đình muội phá hoại truyền thống giai cấp vốn đã có từ ngàn xưa của dân tộc. Tình cảm cá nhân và quan hệ gia đình có thể khắc phục, nhưng dư luận quần chúng và tư tưởng hệ thì không thể đối phó. Lý tưởng thì đẹp, nhưng thực tế thì trái ngược. Chúng ta sống với cả hai trong khi dư luận quần chúng chỉ biết có thực tế. Thưa sư huynh, những vấn đề liên quan tình lý sư huynh nêu lên, người đã cân nhắc và nhận thấy tất cả chỉ là sự kiện khách quan. Dư luận có quyền hoan hô, đả đảo, dịch lá tìm sâu, dịch lông tìm vết, nhưng chắc chắn họ sẽ không giúp chúng ta giải quyết được gì. Nghèo thì bị khinh, giàu thì bị ghét, có quyền hành thì bị lợi dụng, thấy cô thì bị chà đạp. Muội nhất quyết không khuất phục nghịch cảnh và dư luận. Muội sanh ra và chết đi một mình. Giữa cái khởi thủy và cái chung cuộc ấy, muội muốn được sống tự do dù chỉ một ngày thôi. Muội quan niệm sự an vui hạnh phúc của bản thân không phải ân huệ mặc khải, mà phải tự mình phấn đấu. Do đó muội không sợ dư luận. Lập luận vững chắc, có tình có lý của Ly Lan khiến Thiện Duyên đối lý và cảm thấy yêu quý nàng hơn. Thấy Thiện Duyên không có phản ứng, nàng viện dẫn và khẳng định. Thưa sư huynh, muội vốn biết rõ thân thế, đời sống và quá khứ của sư huynh, nhưng muội không phải là khách bàng quan nên không có quyền bình phẩm. Đối với muội, sư huynh là linh hồn, là lẽ sống. Trong cuộc sống xã hội, muội có trách nhiệm tương thân, nhưng trong đời sống tinh thần, muội hoàn toàn độc lập.
Muội có quyền yêu sư huynh và suốt đời chỉ yêu một mình sư huynh. Thể xác và linh hồn muội là của riêng sư huynh. Sư huynh trọn quyền quyết định. Lời khẳng định sau cùng của Ly Lăng có ma lực vạn năng đánh bại đạo lực của Thiện Duyên và đang tiến chiếm mục tiêu tối hậu. Là người chiến bại, thầy bị tư tưởng và lập luận của Ly Lăng chi phối. Về đến tư thất, thầy nằm gác tay lên trán suy nghiệm và nuốt vào lòng từng câu nói của Ly Lăng. Thầy hình dung đến ngày mai, ngày mà thầy chính thức sống chung với Ly Lăng, một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng và nghiễm nhiên trở thành một nhà triệu phú. Thầy cảm thấy vô cùng sung sướng, hãnh diện. Bỗng thầy so sánh với hai nếp sống đạo đời theo quan niệm cục bộ, mất hướng của một bại binh. Nếp sống hiện tại quả thật khô cằn, khắc khổ, không hưởng được điều kiện tiện nghi và sung sướng. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều bị cấm chỉ. Vấn đề ẩm thực, ngủ nghỉ bị hạn chế tối đa. Điều kiện giải trí hoàn toàn không có. Sống độc thân, chết âm thầm. Tất cả là hình ảnh bi quan, tiêu cực. Còn nếp sống thế tục thì ngược lại. Vợ đẹp, con ngoan, ăn ngon, mặc đẹp, có quyền hưởng thụ tất cả khoái lạc, tiện nghi tùy sở thích, nhất là năm thức dục, trưởng, dưỡng. Không có sắc, thinh, hương, vị, xúc nào hấp dẫn quyến rũ như của phái nữ. Cũng như đối với thầy, thì không có thiếu nữ nào đẹp bằng Ly Lăng. Thầy tự thấy đời mình vô cùng diễm phúc, một tương lai sáng lạn, một sự nghiệp huy hoàng, một thắng lợi bất chiến tự nhiên thành. Thầy cũng tự biện hộ, mình còn trẻ, hãy hưởng thụ cho rồi. Tuổi xuân đã qua, không bao giờ trở lại. Và nếu cần, mình cũng có thể xuất gia khi tuổi đã già. Chiều hôm ấy, sau khi quyết định sống chung với Ly Lăng, thầy tắm rửa, đắp y tăng già lê đến tư thất thầy tế độ, đảnh lễ, xin phép hoàng tục. Thầy tế độ không quở trách, không ngăn cấm, cũng không chấp thuận. Ngồi im lặng tương đối lâu, thầy tế độ từ tốn. Con đi theo thầy có chút việc cần, vấn đề con xin hoàng tục sẽ nói sao? Mặc dù không biết đi đâu và công việc thế nào, nhưng thầy Thiện Duyên cung kính phụng mạng. Ra khỏi vì viên tịnh xá là ruộng lúa, khỏi ruộng lúa là nông thôn nghèo. Vừa đi ngang một mái nhà tranh vách đất, thầy trò được một ít ngay cảnh chồng đánh vợ vô cùng tàn nhẫn. Bà vợ nằm lăn dưới đất, mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối bù, áo quần xốc xếch, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa, trong khi người chồng vì quá tức giận đấm đá chẳng chút thương tình. Sự kiện này khiến thầy Thiện Duyên vô cùng bất nhẫn và tự dặn lòng sẽ không bao giờ có cử chỉ vũ phu đối với Ly Lăng, dù có tức giận đến bầm gan tím ruột. Đi thêm một đổi đến một căn nhà tương đối khá giả, thầy tế độ cho biết chủ nhà là thôn trưởng, có tình quen biết, sẵn dịp ngày ghé thăm. Chủ nhà đi vắng, người vợ thay tòng tiếp khách. Trong câu chuyện, bà kể huyên thuyên đủ thứ, gần như miệng không liền da non. Từ chuyện ghen tương bực tức, chuyện con cái ngỗ nghịch khó dạy, chuyện thiếu tiền quỵt nợ, chuyện bà con nhà chồng ý quyền lên mặt, chuyện rẫy ruộng đặng thất, chuyện xã giao người lớn kẻ nhỏ, đến chuyện thôn, chuyện nước, vân vân và vân vân. Thầy Thiện Duyên ngồi nghe bắt mệt. Thầy cảm tưởng như bà chủ nhà bị hàng trăm dây xiềng kềm tỏa. Thầy cũng tự thấy đời sống thế tục vô cùng phiền phức, bận rộn, khó bảo toàn được hạnh phúc. Thầy trò tiếp tục cuộc hành trình. Đang đi ngang một ngôi nhà, bỗng có tiếng khóc thét vô cùng bi thống của một thiếu phụ. Hỏi ra mới biết chồng bà vừa bị rắn độc mổ chết trong khi đang đốn củi kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe chuyện này, thầy Thiện Duyên càng thêm bất nhẫn. Thầy im lặng, suy tư, bước theo sau thầy tế độ. Dường như đọc được tâm trạng thầy, thầy tế độ nghiêm tường giải thích. Này con, đời sống thế tục vui ít khổ nhiều. Thương yêu là nhân, khổ sở là quả. Khi mới yêu thì người ta gìn giữ oai nghi, cẩn trọng ngôn ngữ, tìm cách làm đẹp lòng nhau. Nhưng khi đã sống chung thì đâm ra xem thường, nhàm chán. Lúc bấy giờ oai nghi không cần gìn giữ, ngôn ngữ không cần cẩn trọng, bà ăn bà nói, chửi mắng thô tục, đánh đập vũ phu như cảnh chồng đánh vợ mà con vừa chứng kiến. Các thứ dục lạc trần tục ví như mật ong trên lưỡi dao bén, mà người đắm tham dục lạc như trẻ thơ liếm mật. Thiện Duyên con, mạng sống là điều kiện trao đổi. Muốn sống và sống ấm no phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, máu, tim và trí óc. Người giàu thì khỏe thân nhưng khổ tâm, người nghèo thì thân tâm đều khổ. Lắm khi phải gọi nắng dầm mưa, giải dầu sương gió, đem sức từng lao đầu tư cho mạng sống, mà còn phải ăn cơm chan nước mắt. Đó là chưa kể vợ đau, con ốm, thiếu trước hụt sau,
nợ nần tứ phía, dòng họ lánh xa, xóm làng khinh bạc. Trong khi bản thân đã già nua, suy nhược, nằm đau chờ chết, thì quả là một bi hài kịch. Này con, cái khổ gia đình thật không sao kể xiết mà bà thôn trưởng vừa đại khái trình bày. Nhưng nào đã hết, vì hiện hữu là nhân, đau khổ là duyên, sinh ly tử biệt là quả. Ly biệt người dân không cảm thấy khổ, ly biệt người thân thì khổ, ly biệt người thương khổ nhiều, ly biệt người yêu du dàng đau khổ. Do đó Đức Từ Phụ dạy, thương yêu sanh ra lo sợ và đau khổ, không thương yêu thì không lo sợ, không đau khổ. Thầy Tế Độ vừa đi vừa giảng đạo cho Thiện Duyên nghe, và Thiện Duyên cúi đầu tính thọ. Mãi đến khi thầy Tế Độ dừng lại tại một địa điểm trống giữa rừng, lúc bấy giờ Thiện Duyên mới chú ý quan sát. Vừa đưa mắt nhìn tổng quát cảnh vật xung quanh, thầy giật mình đánh thót, vì địa điểm thầy đang đứng là rừng ma. Nhìn chi tiết, thầy càng ớn lạnh xương sống. Trước mặt thầy, một thây ma sình trương, toàn thân đen sạm lại, có nơi da thịt đã nứt nẻ, hai con người lòi ra ngoài như hai mắt tôm, cái lưỡi tròn do đỏ lưỡng trám đầy lỗ miệng như khu chén, cái mũi xẹp xuống phẳng lì với mặt, chỉ còn hai lỗ nhỏ chốc chốc xịt nước vàng, hôi cuối không chịu nổi. Đi thêm một chút nữa, Thiện Duyên thấy một thây ma khác nằm úp mặt, toàn thân lầy thúi, có dấu thú rừng gặm cắn, gân trắng bị kéo lôi ra từng đoạn, đang dòi lớn nhỏ tranh nhau đục khoét, khiến có nơi chỉ còn xương, gân dính thịt và nước vàng nhầy nhụa. Tiếng nói trong ấm, nghiêm từ của thầy Tế Độ tức lên, phá tan bầu không khí hôi thối ngột ngạt đầy ma quái. Thiện Duyên con, đây là màn bi kịch cuối cùng của kiếp người. Hãy nhìn kỹ xem, bộ phận nào quyến rũ, hấp dẫn, đáng ôm ấp, nâng niu, mắt, tai, mũi, miệng, tứ chi hay toàn thân? Hay là đống thịt thối, cụ khiếu chỉ còn bộ xương có dồi, thịt da nhầy nhụa? Trong khi thầy Tế Độ giảng đạo, từng đàn ruồi xanh bay liện, kêu do do, hòa với âm thanh kỳ quặc của đàn dòi, đàn kiến, đàn mối, đàn trùng và các loài sâu bọ, tạo nên một bản nhạc rừng ma quái đản. Buổi chiều, khi về đến tư thất, mặc dù thầy đã tắm rửa giặt giũ, thay y, song thầy vẫn cảm nghe hôi thối, khó chịu. Thầy uống nước rất ít, vì mỗi lần uống nước là thầy nhớ đến nước vàng trong xác thây ma. Đêm ấy, thầy cũng không ngủ được, vì mỗi khi nhắm mắt là tử thi hiện ra trước mắt. Sáng hôm sau, trong khi đi khất thực, thầy thấy mọi người như thây ma không hơn không kém. Thầy thọ thực rất ít, vì nhìn vào thực phẩm thầy thấy không khác thịt thây ma, càng nhìn càng lợm. Thế là ác ma và ma quân chẳng những không tiến chiếm được cơ quan đầu não tức đạo lực của thầy, mà còn bị đạo binh giới định của thầy đánh trả và đẩy lui về bên kia chiến tuyến. Hình ảnh kiều diễm của Ly Lan tan biến, chỉ còn hình ảnh của thây ma hiện ra trong ký ức. Ngày hôm sau, thầy Tế Độ gọi Thiện Duyên đến sách tấn. Này con, phàm tâm rất dễ bị ngoại cảnh chi phối. Hiện tại, tâm con tương đối an tịnh nhờ đề mục tử thi làm phát sanh tợ tướng. Tuy là giả tướng, nhưng cũng trợ duyên cho nội tâm con hướng thượng. Song, vì giả tướng nên rất dễ bị biến tướng. Do đó, để duy trì tợ tướng, làm trợ duyên lâu dài cho định tâm, thầy đề nghị con sang Đông Phương tự tạm trú một thời gian. Khi nào nhận thấy tâm trí hoàn toàn tĩnh định sẽ trở về. Đông Phương tự do đại tín nữ Visakha cúng dường Đức Phật, nằm về hướng đông kỳ viên Tịnh Xá, gần bờ sông Achiravati. Sang ở đây, thầy được tăng phân phối cho một tịnh thất tương đối khang trang. Trước thất có cây sa la, tàn lá xum xuê, đọt non xanh mướt, bông nở từng chùm đeo dính thân, cành, buông tỏa hương thơm thoang thoảng. Thầy thức thật sớm tĩnh tọa, mãi khi tiếng quả ăn sáng kêu chát chúa, thầy mới xả thiền, quét dọn, làm vệ sinh cá nhân và vào làng khất thực. Sau bữa ngọ trai đạm bạc, thầy rửa bát, hong khô, dọn dẹp ngăn nắp và trì tụng kinh luật. Xế trưa, thầy rời tỉnh thất xuống ngồi dưới gốc sa la nghiệm tri lý đạo. Đôi khi nhìn những lượng sóng nhỏ đập vào bờ rồi tan biến, thầy quán chiếu định lý vô thường của tự tâm và vạn hữu. Hoàng hôn xuống, thầy công tác vệ sinh công cộng, tắm rửa, tập trung giảng đường nghe pháp, luận đạo và trở về tỉnh thất. Canh một tĩnh tọa, canh hai chỉ định, canh ba tiếp tục ngồi thiền. Sau hết là hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, cha mẹ bảy đời, nhiều kiếp và tất cả chúng sanh đã quá vãng được siêu hạnh lạc cảnh. Cầu nguyện hiện tiền phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc,
hữu tình chúng sanh, hằng được an khương, trường thọ, phúc huệ, trang nghiêm, bồ đề, đắc cố. Nhờ hành đạo đúng phương pháp và liên tục hàng ngày, nên tâm thầy vô cùng an ổn, hướng thượng, hưởng được đời sống hiện tại lạc trú. Tuy nhiên, hình bóng tử thi trong rừng ma từ từ biến trạng và phai mờ theo năm tháng. Thời gian trôi chảy liên tục, mùa an cư kiết hạ đã đến, những cơn mưa đầu mùa đổ xuống Đông Phương Tự. Rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 là mùa kiết hạ, cũng là mùa mưa của Ấn Độ. Thỉnh thoảng có những trận mưa đêm kéo dài, nặng hột, mây đen che kín lưng trời, chớp giăng sấm nổ, gầm thét từng hồi như hâm dọa loài người và loài vật trên trái đất. Có một đêm, cũng với hiện tượng này, thầy Thiện Chuyên bỗng nghe lòng mình trống trải, cảm thấy cô đơn, dòng chánh niệm lạc hướng. Ngay lúc ấy, hình ảnh vô cùng kiều diễm của Ly Lan hiện lên. Thầy bất ổn, thầy lập tức quán tưởng tử thi, nhưng vô hiệu. Hình ảnh Ly Lan càng lớn, càng rõ, cơ hồ có thể ôm giữ được, trong khi hình ảnh tử thi càng nhỏ, càng mờ, và cuối cùng biến mất. Tâm hồn thầy như án mây chiều rời rạc, bị sức gió của Ly Lan xô đẩy về nơi vô định. Thầy cảm thấy nhớ nhung và yêu thương Ly Lan ngập lòng. Thầy cũng thầm ước, phải chi Ly Lan biết và đến tìm thầy tại đây thì sung sướng biết mấy. Tâm trạng mâu thuẫn giữa chánh niệm và tà niệm cứ tranh thế nhau quyết liệt. Chánh niệm thắng thế thì tà niệm nhượng bộ và ngược lại. Tình trạng cứ mãi giằng co không ngã ngủ. Kinh nghiệm luân hồi cho chúng ta thấy Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Do đó, muốn đánh bại ác ma thì phải tử chiến. Chính nhờ tinh thần quyết tử mà Đức Phật sau cuộc chiến trường kỳ 20 A Tăng kỳ và 100.000 kiếp mới đánh bại được ác ma, và ca khúc khải hoàn với cội bổ thọ Asatha tại Bồ Đề Đạo Tràng, Trung Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ. Một cuộc chiến dai dẳng như vậy lẽ dĩ nhiên phải tiêu hao mọi năng lực, nhất là đạo lực. Nếu không có nguồn tiếp tế phong phú của Ba La Mật thì cánh quân đạo lực sẽ bị đạo quân ma lực đánh bại dễ dàng. Sở dĩ có tình trạng đạo lực bị kém thế ma lực vì từ vô thủy, ma lực vẫn thủ vai chủ nhân, còn đạo lực là công nhân. Bình thường thì ma lực nắm thế chủ động, muốn lật ngược tình thế thì đạo lực phải có nguồn tài trợ phong phú và lý tưởng cách mạng dung thông. Nguồn tài trợ phong phú là kho tàng giới định, còn lý tưởng cách mạng dung thông là tuệ giải thoát tri kiến. Thầy Thiện Chuyên đang ở trong tình trạng có nguồn tài trợ phong phú nhưng lý tưởng cách mạng chưa được dung thông. Chính cái nhược điểm này đã khiến thầy không nắm được thế tất thắng. Đang trên lộ trình chánh đạo để đạt mục đích giải thoát, thầy chẳng những thỉnh thoảng dừng nghỉ mà còn đôi khi đỡ lùi, thì làm sao đến đích sớm được? Tình trạng chậm trễ là sự kiện tất nhiên không thể tránh. Chiều hôm sau, một trận mưa to đổ xuống Đông Phương Tự. Mưa dứt, trăng lên, bầu trời trong sáng, khí trời mát dịu, cỏ cây vươn lên sức sống. Thầy Thiện Chuyên ngồi dưới gốc cây sa la thưởng ngoạn cảnh đẹp. Bỗng thầy cảm thấy thương nhớ Ly Lan vô cùng. Thầy muốn tiếp tục ngồi thật lâu để hình dung những kỷ niệm đáng yêu, đáng quý của chuỗi ngày đầy thơ mộng. Nhưng hoàng hôn xuống quá nhanh, thầy phải đành trở về tịnh thất. Ngồi trên tịnh thất mà dòng suy tư vẫn hướng về Ly Lan. Thầy cố gắng niệm đề một tử thi để xua đuổi tà niệm đang ám ảnh. Kết quả tuy mong manh nhưng chứng tỏ có đề kháng. Trong lúc chánh niệm và tà niệm đang tranh thế chủ động thì bỗng có tiếng gọi. Sư huynh, sư huynh. Nghe tiếng gọi, trống ngực thầy đập liên hồi. Thầy vô cùng kinh ngạc vì nhận ra tiếng gọi của Ly Lan. Nhưng làm sao nàng lại đến được đây? Ai mách cho nàng biết? Và tại sao lại tìm đến trong đêm tối? Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang khiến thầy mất bình tĩnh. Tuy nhiên, thầy không thể không tiếp nàng. Vừa mở cửa và qua ánh trăng, thầy thấy Ly Lan đang ngồi dưới chân thang với cô gái giúp việc quen thuộc. Thầy mời hai người lên ngồi trước hàng ba và tự mình ngồi trên ngạch cửa cao hơn độ 3 tấc và khoảng cách độ 1.5 tấc. Trong câu chuyện, nàng cho thầy biết là sau 3 ngày hẹn không thấy thầy đến nhà, cho biết ý định dứt khoát. Nàng bèn đến chùa hỏi thăm, nhưng chư tăng cho biết là thầy đã đi rồi và không tiết lộ địa chỉ. Mãi sáng nay, cô gái giúp việc cho biết là đã gặp thầy và hướng dẫn nàng đến đây. Thầy Thiện Chuyên an ủi. Huynh thật không ngờ muội tìm đến thăm huynh trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và cực khổ như thế này. Huynh vui mừng và cảm động lắm. Tuy nhiên vì đêm tối chúng ta không tiện nói chuyện nhiều được, vậy muội chịu khó tạm nghỉ ở nhà khách phía ngoài khuôn viên chùa, rồi mai chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Ly Lan không vui nhưng nhận thấy thầy Thiện Chuyên có lý,
nên cũng phải đành. Đêm ấy, hai người đều không ngủ được. Ly Lan thì nghĩ đến thân gái dặm trường vất vả, mà nếp sống khuê môn gia giáo cũng như phong tục cổ truyền không cho phép. Nhưng tiếng nói của con tim có nhiều lý lẽ, mà lý lẽ nào cũng được cho là đúng. Rồi nàng nghĩ đến nghịch cảnh, chướng duyên, khiến thân gái chịu nhiều cay đắng, đeo đuổi mối tình đầu tin tưởng, chờ đợi, hy vọng hay là tuyệt vọng. Xét tổng quát khách quan thì con người thiện duyên vô cùng khả ái, tình nghĩa, thủy chung, ân quán, dứt khoát, biết sống thích nghi, có chí tự lập và kiên cường bất khuất. Song xét về mặt cụ thể thì nàng định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng dòng suy tư cứ tuôn chảy. Thầy thiện duyên cũng không khác Ly Lan. Hình ảnh tuyệt vời của chuỗi ngày niên thiếu khi được ngồi gần trò chuyện với Ly Lan, những ngày nắm quyền sanh sát trong tay với quý danh phó đảng, những ngày quay đầu hướng thiện xuất gia, những giờ phút tuyệt vọng vì sắp bị chôn sống hỏa thiêu, và Ly Lan xuất hiện đúng lúc cứu thầy thoát chết, cứ hiện lên như hình ảnh hoạt họa. Thầy nghĩ, rồi đây, trước sự ràng buộc tình sâu nghĩa nặng, trước cử chỉ thành thật yêu thương, trước lời lẽ vô cùng thiết tha trìu mến, thầy phải xử sao cho vẹn. Hôm sau, Ly Lan đến. Qua một đêm mất ngủ vì trăm mối suy tư, mặt nàng xuống sắc, cặp mắt quầng thâm, dáng đi quể quải. Nhưng điều đáng chú ý chính là cử chỉ mất tự nhiên, lo sợ và thỉnh thoảng ngó quanh như dò xét. Thấy nàng như vậy, thầy thiện duyên thương xót khôn lường. Nàng cho thầy biết sự tình đã đến khúc quanh nguy hiểm, mà tâm trạng nàng như kẻ chìm tuyệt, chơi vơi giữa muôn trùng sóng gió, nên phải đi tìm thầy làm điểm tựa. Thầy vô cùng xúc động khi được biết ngọn ngành tình tiết như sau. Nguyên là sau khi thầy rời kỳ viên tịnh xá không lâu thì đến Tết Nguyên Đán. Theo phong tục Ấn Độ, Tết là cơ hội duy nhất các thiếu nữ có quyền công khai tham dự những buổi lễ công cộng, nhất là chiêm bái tại các đền thờ theo truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình. Và cũng trong dịp Tết này, các chàng trai, nhất là giới thượng lưu quý tộc hoặc giai cấp bà la môn, tay cầm tràng hoa đẹp, đứng dài theo lộ trình dẫn vào các đền thờ chiêm ngưỡng các cô nàng trảy hội. Trường hợp hạp nhãn, chàng trai có quyền trao tặng tràng hoa, và nếu cô gái nhận thì kể như đã chịu lời đính ước. Trong số các chàng trai dự lễ hôm ấy, có cả công tử Trực Hạnh, trưởng nam duy nhất của ông Nguyên Đức và bà Mỹ Trang, gia đình triệu phú thuộc giai cấp bà la môn, vừa trúng tuyển thủ khoa tại trung tâm giáo đường Takashila về đến. Trung tâm này rất nổi tiếng ở Ấn Độ nhờ áp dụng một phương pháp giáo khoa tổng hợp văn võ. Văn thì bác thông toàn bộ giáo hệ Vệ Đà, các loại thơ văn kim cổ, cưỡi ngựa, cưỡi voi và các bộ môn cận chiến. Ngoài sở học huyên thâm ra, công tử Trực Hạnh rất khôi ngô, anh tuấn, trán cao, mắt sáng, mày kiếm, mũi thẳng, miệng rộng, cầm chuông, thân hình nở nang cân đối, có dáng dấp của một võ sĩ. Với tràng hoa đẹp trên tay, công tử đứng chiêm ngưỡng các thiếu nữ dự lễ. Bỗng mắt chàng sáng lên vì một thiếu nữ vô cùng kiều diễm đang từ từ bước vào đình thờ. Sắc đẹp động lẫy của nàng đã khiến mọi người có mặt ngẩn ngơ ngây ngất. Họ nhìn nàng với cặp mắt vừa thèm thuồng vừa quý mến. Mẹ nàng đi trước hướng dẫn, phía sau là năm cô gái giúp việc theo hầu. Công tử Trực Hạnh cũng bị sắc đẹp đài trang của thiếu nữ thôi miên. Chàng nhìn nàng say mê trân trối. Mãi đến khi bóng hình nàng đã khuất, chàng quay sang hỏi những người bạn. Các bạn có biết người đẹp là con cháu nhà ai và thuộc giai cấp nào không? Nàng là thứ nữ của ông Bá Hậu Đa Phúc và bà Tiểu Tâm, thuộc giai cấp Bà La Môn. Tên nàng là Ly Lan, phụ thân của nàng đã qua đời, hiện chỉ còn một mẹ một con. Ly Lan, Ly Lan. Công tử Trực Hạnh lặp đi lặp lại nho nhỏ và cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thi vị. Người sao mà đẹp như vẽ, tên sao mà đẹp như tô màu. Tiếng sét ái tình đã thực sự giáng xuống tim chàng. Chàng tự nhủ, mình phải nắm bắt thời cơ. Ý đã quyết, chàng lăm lăm tràng hoa trong tay và thắt thỏm đứng chờ người đẹp. Thời gian hành lễ không lâu, nhưng chàng cảm thấy lâu kỳ lạ. Chàng vô cùng sốt ruột và đếm thời gian qua nhịp thở. Trong khi cặp mắt chàng đang dõi về hướng cửa đền chờ đợi, thì Ly Lan trở ra. Chàng lấy can đảm tiến đến trước mặt nàng, hai tay trịnh trọng trao tặng tràng hoa. Ly Lan dừng chân nhìn chàng, nhưng không nhận hoa. Thấy thế, mẹ nàng đành phải nhận thay. Thái độ không tự tay nhận hoa của Ly Lan khiến công tử Trực Hạnh bẻ bàng và buồn ra mặt. Một người bạn an ủi. Bạn đừng buồn, tuy nàng không nhận, nhưng mẹ nàng đã nhận thay thì hiệu quả vẫn tương đồng. Hơn nữa, nhi nữ thường hay e lệ mà.
Mặc dù được bạn an ủi, công tử Trực Hạnh vẫn không giải tỏa được mối u hoài. Về đến nhà, công tử vào phòng, đóng cửa, nằm suy tư, nét mặt vô cùng thiểu não. Thấy cử chỉ khác thường, mẹ chàng thân mật tìm hiểu và chàng đã thổ lộ nỗi lòng. Mẹ chàng đem chuyện lòng của chàng bàn với ông bá hộ. Ông bà nhất trí thành lập gia đình cho chàng. Thế là cuộc lễ vấn danh cầu thân được tổ chức tiến hành. 8 vị bô lão kinh nghiệm về hôn sự được mời đến giao phó trọng trách. Trong cuộc tiếp xúc sơ bộ với mẹ Ly Lan, 8 vị bô lão nêu những yêu cầu đã được đề cập đến trong giáo hệ Phệ Đà từ ngàn xưa về những vấn đề quan trọng, nhất là hôn lễ của giai cấp Bà La Môn. Trong khi 8 vị bô lão nói chuyện cầu thân, Ly Lan đứng nghe từ phòng bên cạnh. Nàng vô cùng băn khoăn, vừa lo sợ, vừa thương tâm, vừa cầu nguyện. Lo sợ mẹ nàng sẽ nhận lời cầu thân, thương tâm vì nếu sự việc xảy ra ngoài ý muốn thì tình yêu giữa nàng và Thiện Duyên sẽ ra sao. Nàng cầu nguyện mẹ nàng đừng nhận lời hoặc tạm dùng kế hoãn binh. Trong khi nơm nớp vào phòng, bỗng nàng vui mừng muốn reo lên vì mẹ nàng đã khéo lựa lời dùng kế hoãn binh đúng như nàng cầu nguyện. Cuối cùng, 8 vị bô lão ra về để thực hiện ý định gây dựng tương lai cho con và để Ly Lan thuận tình. Mẹ nàng mở đợt tấn công tình cảm ngay chiều hôm ấy. Này con, ba con mất sớm, chị Ái Ngã con đã xuất giá theo chồng, anh Toàn Thắng con cũng không còn, hiện chỉ có mẹ và con. Phần mẹ thì đã già yếu bệnh hoạn, còn con thì đã quá tuổi trưởng thành. Sống cảnh mẹ quá con coi như chúng ta thật chẳng khác gì chiếc thuyền lênh đênh giữa biển, không đối tượng nương nhờ và thiếu người trông nom quán xuyến. Trong khi gia tài chúng ta kết xù, sự nghiệp lại đồ sổ. Do đó, trước khi nhắm mắt theo ba con, mẹ muốn được tận mắt nhìn thấy con yên bề gia thất. Vậy ý con thế nào? Hãy nói cho mẹ biết. Ly Lan cảm thấy như đang đi vào ngõ cụt, bầu không khí ngột ngạt khó thở. Tuy nhiên, trước mối tình thiêng liêng mẫu tử, nàng không thể để mẹ phải quá buồn lòng, thất vọng. Nàng thỏ thẻ. Thưa mẹ, con cũng muốn dâng lời mẹ dạy. Trước đền ơn sinh dưỡng, sao không có chỗ gửi thân? Nhưng con chưa được an tâm vì chẳng để tương lai của mẹ nhân cách ra sao, học thức, nghề nghiệp và lý tưởng thế nào, nhất nhất con đều không biết. Nếu chẳng may gặp phải một chàng rể thiếu nhân cách thì cầm bằng giữ ngổ di hòa. Mẹ nàng tỏ vẻ hài lòng. Này con à, về điểm này thì con cứ yên tâm. Mẹ biết rõ về gia thế, tư cách cũng như học thức của cậu ấy. Hơn nữa, 8 vị bô lão đến cầu thân đều là những nhân vật quan trọng, có danh phận và được hầu hết quần chúng địa phương kính trọng. Còn gia tài và sự nghiệp thì có phần hơn chúng ta là khác. Mẹ nàng cố gắng trình bày những lẽ thiệt hơn tình lý, tin tưởng nàng sẽ thuận tình. Còn nàng thì tha thiết cầu xin mẹ cho mình có thời gian tìm hiểu. Hôm sau, mẹ nàng dùng đòn phép tích cực hơn. Mẹ rất thương con và lo cho con, vì hiện tại mẹ chỉ có mình con. Phận con lại côi cút và thiếu tình cảm gia đình cực ruột. Do đó mẹ không nỡ dùng quyền bắt ép con, mà trái lại sẵn sàng tìm biện pháp dung thông tình lý. Mẹ nghĩ con cũng hiểu lòng mẹ. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất để con đền ơn trả hiếu. Sau phút giây im lặng, Ly Lan cũng lại xin mẹ cho mình có thì giờ tìm hiểu về người chồng tương lai của mình. Mềm dịu bất thành, mẹ nàng áp dụng biện pháp cứng rắn. Bà hằng học: con thì cứng đầu khó dạy, không nghe lời khuyên dạy của mẹ cha. Mẹ biết rõ lý do khiến con dám cãi lời mẹ. Có phải vì con tưởng nhớ Thiện Duyên nên tìm cái quản binh chờ ngày Thiện Duyên bằng tục không? Lời buộc tội của mẹ như mũi lao nhọn đâm vào tim. Nàng cũng cảm thấy như đeo một tảng đá nặng ngàn cân. Không nén được nỗi đau lòng, nàng đứng lên đi về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm vô định. Một vấn đề tiểu sự nhưng thiết yếu liên quan cuộc sống tình cảm đã đến khúc quanh quan trọng. Tâm trạng nàng như áng mây chiều chơi vơi phiêu bạt. Thấy nàng khổ tâm, mẹ nàng đến bên nhỏ nhẹ: con cưng của mẹ, con không tội nghiệp mẹ sao? Con không còn thương mẹ nữa sao? Nàng làm nũng: mẹ, tại sao mẹ lại nói vậy? Con không thương mẹ thì con thương ai? Vấn đề con chưa dứt quá tuân lời mẹ dạy, vì tâm trạng con đang tan nát rối bời. Như mẹ biết, con rất yêu Thiện Duyên, một thứ tình thủy chung như nhất. Mẹ nàng vuốt ve tự ái: về điểm này mẹ thành thật thông cảm, nhưng con hãy tin mẹ, tình yêu giữa con và thầy Thiện Duyên khó bề thành tựu. Mẹ tin chắc thầy ấy sẽ không bao giờ hoàn tục và chỉ hứa hẹn suông để con phải mòn mỏi chờ đợi. Hơn nữa, thầy ấy hiện giờ đã rời khỏi Kỳ Viên Tịnh Xá và không ai biết trú xứ của thầy.
Mẹ tưởng con không nên hoài công chờ đợi, và nếu thật sự thương con thì thầy ấy đã hoàn tục để tìm con từ lâu rồi. Hãy để thầy ấy trong tự do và cuộc sống tu hành, còn phần con thì cũng phải dứt khoát tình cảm và chọn cho mình một hướng đi thuận tình hợp lý. Con đừng nên quên rằng đời người con gái như đóa hoa, chỉ nở và đẹp có một lần. Đến khi đã già thì chẳng ai buồn đoái tưởng. Con sẽ sống lây lất, cô đơn, phòng không chiếc bóng. Và sau khi mẹ chết, tông đường sẽ không có người nối dõi. Nói đến đây, bà khóc nức nở, Ly Lan cũng nghẹn ngào. Mẹ chẳng thương con chút nào. Mẹ bảo con phải sống chung với người mà con không chút yêu thương thì cầm như mẹ giết mòn đời con. Bà nhỏ nhẹ khích lệ. Này con à, thường tình thì người con gái nào cũng nghĩ và nói như con trước khi lấy chồng. Nào là muốn sống độc thân, nào là chưa muốn lấy chồng, nào là có chồng sẽ mất tự do, vân vân và vân vân. Nhưng đến khi có chồng rồi, được sống gần nhau thì không lâu quên cha quên mẹ, quên tất cả. Hãy tin mẹ đi con à. Ly Lan cãi chính. Tại các cô ấy chưa có người yêu. Mẹ đồng ý. Nhưng có chồng á thì con sẽ quên được thiện duyên. Rồi đây con sẽ thấy lời mẹ nói là không sai. Nhưng trên tình yêu của con thì chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Nghe nàng khẳng định về quan niệm tình yêu chủ quan, mẹ nàng mỉm cười. Này con còn nhỏ nên con quan niệm tình yêu quá chủ quan. Mẹ thú thật, trước khi về sống chung với ba con, mẹ cũng đã yêu một người. Nhưng sau khi thành thân với ba con một thời gian thì mẹ cũng đã quên người ấy. Kinh nghiệm cho thấy hạnh phúc lứa đôi thực tế có thể khiến tình yêu lý thuyết bị quên dần mà. Bản thân mẹ là nhân chứng nè. Mẹ khẳng định với con là mẹ không ép duyên con, nhưng không nỡ thấy con đau khổ vì tuyệt tình. Câu chuyện thiệt hơn giữa hai mẹ con đang có chiều thuận lợi. Mẹ nàng tin tưởng với đà tiến này, Ly Lan sẽ chịu thành thân với công tử Trực Hạnh. Nhưng tình thế bị đảo ngược vì câu nói quyết liệt của Ly Lan. Con nhất định không bao giờ làm vợ anh ấy. Mẹ nàng cũng cương quyết. Mẹ có quyền bắt buộc con. Nếu mẹ bắt buộc, con sẽ tự sát. Trước lời nói quyết tử của Ly Lan, mẹ nàng chới với. Tâm trạng của bà như đang ngủ, bỗng bị giật mình vì tiếng sét trời. Bà ngồi nhìn nàng với nỗi lòng vừa tuyệt vọng vừa tội nghiệp. Tuy nhiên bà vẫn chưa bỏ cuộc. Này con nói như vậy có nghĩa là con không chút yêu thương công tử Trực Hạnh. Vậy con thương ai? Con cứ nói thật đi. Mẹ sẽ đứng chủ hôn gả con lấy chồng. Trước cho rạng rỡ gia môn, sao có con nói dỗi tông đường. Hơn nữa con cũng đã quá tuổi trưởng thành rồi. Nàng nói với nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Con đã nhiều lần thưa với mẹ là con chỉ yêu một mình thiện duyên, nhưng mà thầy ấy đã biệt tích. Con sẽ kiên trinh chờ đợi. Nếu thầy ấy biệt tích luôn thì sao? Con sẽ sống độc thân đến ngày nhắm mắt. Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng sự im lặng ngột ngạt. Mẹ nàng cảm thấy bất lực trong vấn đề hoán chuyển quan niệm tình yêu chủ quan của nàng. Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó. Còn tâm trạng Ly Lan cũng vô cùng héo hon sầu não. Nàng phải xử trí cách nào cho ổn thỏa đôi đường. Về tình yêu cá nhân thì nàng đã gửi trao trọn vẹn cho thiện duyên. Nhưng tình mẫu tử thì nàng phải làm sao? Tiếp tục duy trì quan niệm tình yêu sở quan đối nghịch hay phải chuyển hướng cho phù hợp với quan niệm tình yêu của mẹ? Sự kiện nào cũng quan trọng, được tình thì mất hiếu và ngược lại. Thôi thì sự việc đến đâu sẽ giải quyết đến đó. Việc gì tới rồi phải tới. Một thời gian không lâu, tám vị bô lão lại đến để xin được biết ý định dứt khoát. Đây mới là nỗi khổ tâm lớn của mẹ Ly Lan không kém khi chồng và con trai bà mất. Bà phải tận dụng tất cả sự khôn khéo và khả năng xã giao để vừa không làm mất lòng nhà trai, vừa giữ được chiến thuật khoản binh của mình. Vấn đề được ghi nhận là nhà trai tạm thời chờ đợi. Nhưng sự kiện lại không quá đơn giản. Nó còn có những cái ngoặt phức tạp và ngoại lệ. Số là sau ngày được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ của Ly Lan và được mẹ nàng đại diện nhận hoa tại cửa đền trong dịp Tết Nguyên Đán, công tử Trực Hạnh đêm ngày tưởng nhớ người đẹp không nguôi, chàng tương tư thật sự, biến ăn, biến nói, biến cười, nhất là sau hai lần cầu thân chưa được nhà gái trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, có một sự kiện tương đối không làm chàng thất vọng nhiều. Đó là câu nói của mẹ Ly Lan. Trong chiến thuật khoản binh lần thứ hai, có viện lẽ là chưa được hân hạnh biết rõ mặt mày và tánh tình của chàng. Nắm lấy cơ hội này, chàng quyết định chiếm cho được tình yêu của Ly Lan bằng mọi giá. Một buổi chiều đẹp trời và cũng là ngày đại hỷ, theo tục lệ Bà La Môn giáo, công tử Trực Hạnh trang phục sang trọng, từ đánh xe bạch mã đến nhà Ly Lan.
nhờ có sự đồng tình hỗ trợ của mẹ nàng nên chàng được tương kiến nàng không khó. Địa điểm của cuộc sơ kiến là ao sen phía sau giường. Sở dĩ cuộc sơ kiến diễn ra tại đây là vì sau lần bất đồng chánh kiến về quan niệm hôn nhân giữa hai mẹ con, Ly Lan một mình ra ngồi đấy để hồi tưởng những kỷ niệm quá khứ, những kỷ niệm đã hơn 10 năm chưa phai mờ trong ký ức. Một cảm giác nhẹ nhàng, an ổn len vào dòng máu, tuôn chảy về tim. Cái chòi xưa còn đó, cái ao nước còn đây, thế mà người yêu vắng bóng. Tâm trạng nàng vui buồn lẫn lộn. Ngày công tử Trực Hạnh đến tương kiến kết thân thì nàng cũng đã ra ngồi ngắm cảnh ao sen để thở hít bầu không khí quen thuộc nhiều kỷ niệm này. Trong khi đang thả hồn về quá khứ, bỗng nàng giật mình vì tiếng động của công tử Trực Hạnh. Chàng lập tức nghiêng đầu chào và xin lỗi về sự hiện diện của mình để vô tình phá vỡ bầu không khí thơ mộng của nàng. Đồng thời, chàng cũng xin phép được ngồi hầu chuyện với nàng. Lẽ dĩ nhiên, nàng không tiện từ chối. Vì trên nguyên tắc, mẹ nàng đã xem chàng như con rể trong nhà. Trong tư thế đối diện, chàng lịch sự nhỏ nhẹ. Cô Ly Lan, cô cho phép tôi được bộc lộ tình cảm cũng như suy nghĩ của tôi, và mong cô đừng chấp. Tôi thật với cô, kể từ ngày ra trường, tôi chưa hề để dạ yêu ai. Thế mà không hiểu sao, hôm gặp cô ở đền thờ, lòng tôi xao xuyến mất tự nhiên. Cô biết không, trong khi trịnh trọng trao tặng tràng hoa cho cô, tôi đã cố giữ can đảm, nhưng hai tay tôi vẫn run. Và cũng kể từ ấy, tôi thương nhớ cô ngập lòng, thì ra tiếng sét ái tình đã giáng xuống tim tôi. Tôi tương tư cô. Hôm nay, tôi vô cùng sung sướng được bác đái cho phép tương kiến chuyện trò với cô. Tôi nghĩ rằng, trời sanh ra tôi để suốt đời làm nô lệ của cô. Đời tôi sẽ trở thành vô nghĩa nếu không được chung sống với cô. Ly Lan, thế nào? Cô hiểu lòng tôi chứ? Thưa công tử, tôi cũng thông cảm nỗi lòng công tử. Không không chỉ sẽ không không chỉ sẽ sao 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 sinh sẽ y phục.
Thank you.